Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Trong video lần này thì mình sẽ phân tích 5 lỗi phụ đề trong tập 10-12 của Emily in Paris. Ngay từ cảnh đầu tiên là đã thấy có vấn đề ở phụ đề rồi. Thì trong phân cảnh này, người dịch thoát nghĩ quá cái câu là "It comes as zero surprise", hoặc là mình thường hay nghe là "It comes as no surprise". Thì họ dịch là "mà đúng y như chị nghĩ". Nhưng mà nếu là mình thì mình vẫn sẽ bám sát với văn bản gốc và mình sẽ dịch là chả có gì lấy làm lạ hay chả có gì lấy làm ngạc nhiên hết. Trong phân cảnh này thì bản dịch là sai hoàn toàn so với câu gốc luôn. Thì đúng là ký thêm hợp đồng thì là có thêm tiền, nhưng mà ý của Mindy nói là chúng ta cũng cần cái khoản tiền này. Could use dùng trong văn nói, thường là dùng trong văn nói có nghĩa là need or want something, mình cần hoặc là mình muốn cái gì đó. Ở cảnh này thì bị dịch thiếu cái cụm like everyone else. Phân cảnh này mình cũng đắn đo suy nghĩ không biết là có nên đưa vô hay không. Cơ bản là bản dịch không sai, nhưng mà mình thường là không khuyến khích là tự suy luận ra cái nghĩa của một cái câu điều kiện. Ở đây mình thấy câu điều kiện này là câu điều kiện loại trộn giữa loại 2 với loại 3. Mệnh đề chính là loại 3, tại vì anh bạn trai của Mindy ảnh đã viết xong cái bài hát đó rồi. Còn mệnh đề if là ở đây if not unless là loại 2, tại vì tại thời điểm hiện tại thì ảnh vẫn còn quan tâm về Mindy. Và nếu như mình dịch thì mình sẽ dịch giống như câu mình ghi ở trên màn hình vì hai lý do. Lý do thứ nhất là mình tôn trọng bản gốc. Và lý do thứ hai, cái này nó giống như là phủ định của phủ định kép. Thì khi mà mình nghe một câu phủ định kép, cái mức độ thuyết phục của nó sẽ nhiều hơn một chút so với khi mình nghe một câu khẳng định. Rồi, cái này là phân cảnh cuối cùng trong video của ngày hôm nay. Thì đơn giản là lại là một trường hợp dịch sót nữa và bị bỏ sót nguyên một cụm là I should know. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Nếu như mọi người chưa bấm đăng ký thì nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.